Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình, đó là kênh Kiên Hoàng. Các bạn biết không, là trước đây thì kênh này của mình nó chính là cái kênh xin một miếng á mọi người. Hồi đó thì mình mở cái kênh xin một miếng ra với một cái ý định là mình sẽ làm một cái kênh chuyên về nấu ăn thôi, và mình sẽ nấu theo kiểu những món ăn đơn giản. Tuy nhiên thì sau một thời gian và mình lắng nghe ý kiến của mọi người thì mình thấy rằng là mọi người thích mình quay những clip nếu mà là nấu ăn ý, thì sẽ là mình sẽ chia sẻ thẳng thắn với mọi người như thế này hơn, nói chuyện với mọi người như thế này hơn, thì mọi người cảm thấy gần gũi hơn nữa ấy. Chính vì vậy mà thôi, mình nghĩ rằng là cũng đã là một năm mới rồi, năm 2021, thì mình cũng muốn có thêm một cái gì mới mới. Chính vì vậy mà mình sẽ tạo một cái kênh riêng của cá nhân mình thôi. Ở đây thì ngoài những cái video thì mình chia sẻ về những công thức nấu ăn ra, thì mình sẽ còn chia sẻ nhiều hơn nữa về cuộc sống cá nhân của mình này, rồi mình đi đâu, mình ăn gì này, rồi mình mặc gì, rồi mình mua gì. Tất cả mọi thứ liên quan đến cá nhân mình thì mình sẽ quay lại ở video này và để cho các bạn xem. Hy vọng rằng là các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình thật là nhiều, và mọi người hãy ấn nút subscribe để ủng hộ mình thật là nhiều nhá. Hôm nay thì chắc chắn rồi là khi mà nói đến mình, bản thân mình là Kiên nhá, mọi người nhá, không phải là Hoàng nhá, thì mọi người luôn luôn nghĩ tới là những clip nấu ăn đầu tiên, đúng không? Và hôm nay thì để cho chào mừng cái sự quay trở lại này thì mình sẽ quay một món ăn mà hôm trước khi mà mình up vlog Noel ở trên kênh Gia Đình Cam Cam. Đây là kênh Gia Đình Cam Cam của mình. Nếu mà bạn nào chưa ấn subscribe hoặc ấn like thì hãy ấn subscribe kênh Gia Đình Cam Cam nhá. Thì có một món đó chính là món nuôi xào bò. Và hôm nay thì mình sẽ làm món nuôi xào bò đó, và ở đây có những nguyên liệu gì thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm nhá. Đây là tất cả những cái nguyên liệu để chúng ta làm món nuôi xào bò này. Đầu tiên là các bạn phải có thịt bò băm. Đó, thứ hai là các bạn sẽ cần phải có nuôi. Đây là cái loại nuôi mà mình hay ăn này mọi người chú ý nhá. Cái loại thứ ba đó chính là loại sốt bolognese. Cái sốt này là cái sốt làm sẵn, và cái sốt này là sốt cực kỳ là quan trọng. Ngoài sốt bolognese ra thì có rất là nhiều vị sốt khác nữa, nhưng mà mình hãy chọn loại sốt này. Chúng ta sẽ có thêm cà chua này, có tỏi này, có hạt tiêu, có bột tỏi, có muối, có phô mai, và đặc biệt là để cho món sốt này ngon hơn thì chúng ta sẽ có thêm 3T hộp nha mọi người. Đầu tiên với thịt bò thì mình sẽ tẩm ướp nhá. Đầu tiên là mình sẽ cho bột tỏi này, và mình sẽ cho hạt tiêu vào. Ở bước tẩm ướp thịt bò này mình không cho muối. Và tại sao mình không cho muối thì một chút nữa thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Đây các bạn nhìn thịt bò này. Thịt bò này thì các bạn có thể mua người ta băm sẵn ở bên ngoài, hoặc là các bạn mua về để xay cũng được. Các bạn ướp với hạt tiêu và ướp với bột tỏi, và các bạn sẽ để ngấm trong vòng 30 phút nhé. Với phần nuôi thì đây là cái loại nuôi mà bọn mình hay ăn. Bây giờ thì mình sẽ cho 1/3 cái gói này thôi vào trong chảo này, và sau đó thì mình sẽ luộc chín nó nhé. Các bạn sẽ đổ nuôi vào trong chảo. Thêm một thìa canh muối tinh, và các bạn sẽ cho ngập nước vào trong chảo, và chúng ta sẽ nấu đến khi nuôi chín mềm nhá. Vì cái nuôi này nó sẽ còn nở ra rất là to và hút rất là nhiều nước, cho nên các bạn để ngập nước như thế này nhá. Ta sẽ đậy nắp vào cho nó chín nhanh hơn. Ok. Với phần nuôi mà các bạn ăn không hết ấy thì các bạn cứ cho vào một cái lọ này mềm. Đây các bạn cứ cho vào một cái này và các bạn đậy kín lại thôi, là các bạn có thể bảo quản ăn được trong vòng khá là lâu rồi. Cứ đậy kín và đậy khô lại thôi thì chúng ta những lần sau thì chúng ta sẽ có nuôi để ăn. Các bạn có giống mình không, là khi mà các bạn làm những cái món như kiểu spaghetti, mì ý hay là món nuôi như này thì khi mà nấu cái nuôi sống này các bạn cảm giác rất là ít, đúng không? Các bạn cứ cho thêm một tí, nhưng mà đến lúc khi mà nó chín thì nó đầy một chảo luôn, không bao giờ ăn hết nhỉ. Không biết là các bạn có gặp phải cái trường hợp này giống như mình hay không. Với tỏi thì các bạn sẽ lấy khoảng tầm 3 nhánh tỏi. Các bạn sẽ đập dập ra và sau đó thì các bạn sẽ băm nhỏ cho mình nhá. Sau khi băm tỏi xong thì các bạn sẽ cắt cà chua. Cà chua thì các bạn cắt như thế nào cũng được, tại vì là một chút nữa khi mà chúng ta xào thì cà chua nó cũng sẽ nát hết ra ấy. Cho nên là các bạn có thể bổ cao hoặc là thái mỏng như thế này để cho nó nhanh mềm cũng được nhá. Với phần 3T thì các bạn chú ý là chúng ta nên mua những hộp 3T đóng sẵn như thế này thì nó sẽ hợp với món này hơn là kiểu như là 3T mà các bạn hay ăn với bánh mì ở các ngoài hàng ấy. Đây, cái 3T nhuyễn như này nhé mọi người. Và cuối cùng thì để tăng hương vị thêm cho món ăn thì mình sẽ cho vào đây thêm một vài những cái lát cheese. Đây, ở đây mình có 3 lát. Mình sẽ cho vào thì cái món mì của các bạn nó sẽ béo béo, thơm thơm, ngon hơn rất là nhiều.
Đây là cái loại sốt pha sẵn mà hôm nay mình sử dụng, như mình có giới thiệu ở ban đầu ấy, nó là sốt bolognese. Nếu mà các bạn nào mà hay ăn mì Ý hay là ăn các loại spaghetti thì không còn xa lạ gì với cả món mì Ý sốt bò bằm đúng không? Thật ra ấy, thì có rất là nhiều những cái hương vị sốt pha sẵn. Ở đây mình sẽ post một vài những cái hương vị khác nữa, nhưng mà các bạn chú ý là ở món này thì mình phù hợp nhất là cái sốt bolognese này, và mọi người hãy chọn cho mình đúng cái sốt bolognese này nhá. Rồi như vậy là mình chỉ việc mở sốt này ra xong là xong. Ở đây là mình đã có là cà chua này, tỏi này, pate này, cheese này và sốt rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ cần chờ cái nui nó chín nữa, sau đó xào bò, đổ tất cả nguyên liệu vào trộn lên là xong rồi. Rất là dễ và rất là nhanh. Một chút nữa thì chúng ta sẽ quay lại để tiếp tục làm món ăn này nhá. Sau khi mà nui chín thì bây giờ sẽ đến công đoạn sơ chế. Cái này thì rất là nhanh nha mọi người ạ. Đầu tiên thì các bạn sẽ bật bếp lên nhá. Chúng ta sẽ cho vào chảo. Các bạn có thể dùng dầu ô liu. Ở đây thì mình không có dầu ô liu, mình sử dụng dầu bơ. Dầu bơ này thì sẽ giúp cho món ăn của chúng ta cũng sẽ được thơm hơn. Thật ra là nếu mà các bạn có dầu ô liu hay dầu bơ thì là tốt. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng dầu ăn bình thường được nhá. Rồi chúng ta sẽ cho dầu bơ vào trong chảo này. Sau khi mà dầu đã nóng rồi thì các bạn sẽ cho tỏi vào và phi thật thơm lên nhá. Chúng ta sẽ cho cà chua vào. Các bạn chỉ cần đảo sơ thôi nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ cho hết toàn bộ phần thịt bò vào. Các bạn chú ý là khi mà xào thịt bò thì lửa luôn luôn phải là lửa thật là lớn, mà chảo phải thật là nóng mọi người nhá. Các bạn cứ xào cái thịt bò này cho thịt bò thật là chín luôn nhá mọi người nhá. Chúng ta không cần phải xào tái là gì cả. Các bạn cứ xào chín cái hỗn hợp thịt bò, cà chua với cả tỏi này. Rất là thơm luôn mọi người ạ. Thường thường ấy, vào cuối tuần mình hay làm món ăn này cho cam, tại vì là cam rất là thích ăn nui. Và mình nghĩ rằng là bạn nào mà gia đình có con nhỏ ấy, thì các bạn có thể thỉnh thoảng làm món ăn này để đổi khẩu vị cho các bé. Món ăn này thì mẹ Loan cũng rất là thích. Thực ra là làm rất là đơn giản thôi, các bạn thấy không? Nguyên liệu rất là đơn giản và làm rất là nhanh, gọn nữa. Cuối tuần các bạn có thể làm thử để cho cả gia đình ăn. Sau khi mà cái phần bò này đã chín rồi thì các bạn sẽ đổ cho mình sốt vào nhá. Sốt thì thật ra là tùy vào việc là các bạn ăn cái số lượng nấu các bạn nhiều hay ít ấy. Nhưng mà thường thường là mình sẽ nấu hết một lần luôn. Và nếu mà các bạn không sử dụng hết cái sốt này thì các bạn có thể cho vào trong tủ lạnh sau khi sốt đã nấu chín và để chúng ta dùng ăn dần cũng được. Đây mình sẽ cho cả sốt vào. Sốt sau khi các bạn cho vào xong này, các bạn sẽ đảo. Cái sốt này rất là thơm luôn. Bên cạnh đó thì đây chính là bí quyết cho cái sốt của các bạn trở nên ngon hơn rất nhiều. Và trên các bạn cho pate này vào. Khi các bạn cho cái phần pate này vào xong thì các bạn sẽ dầm nát nó ra nhá. Cái vị béo của pate nó sẽ làm cho cái sốt của các bạn quyện và thơm và ngon hơn nữa. Các bạn ăn sẽ có vị ngậy ngậy ấy, ăn rất là ngon. Các bạn thấy không, là khi cho pate vào cái màu nước sốt của bạn nó sẽ nhạt đi một xíu này. Các bạn sẽ hòa hết cái phần pate này vào trong sốt. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cho hết cái phần cheese mà lúc nãy chúng ta đã bóc cho vào. Và nấu sốt này đến khi thành một hỗn hợp đồng nhất là được. Ở cái bước này thì các bạn nhớ là phải nhỏ lửa lại nhá. Tại vì nếu mà để lửa to thì cái sốt của các bạn sẽ bị cháy và bị khô hết nước ấy. Các bạn cứ để lửa nhỏ và làm cho cái hỗn hợp sốt này nó quyện đều vào với nhau là được. Hôm trước ấy thì mình có ở ngoài miền Bắc thì không có món nui xào bò quá là phổ biến đâu. Nhưng mà ở trong miền Nam ấy, thì mình thấy rằng là món nui xào bò nó rất là phổ biến. Và hôm nọ thì mình mới ăn thử ở một cửa hàng thì mình thấy rất là ngon. Trong cái nui đó thì sẽ có nui này, có một ít nước sốt này, có bò xào, nhưng mà bò cũng là bò băm nhưng mà xào theo kiểu Việt Nam ấy các bạn. Một ít rau xà lách và một ít các loại rau thơm, ăn rất là ngon luôn. Và đầu tiên thì mình cứ nghĩ thật ra là món này cũng không có gì đặc biệt hay là như thế nào ấy. Nhưng mà hôm trước mình ăn mình bị thuyết phục luôn các bạn ạ. Mình rất là thích cái món nui xào bò trong miền Nam này. Nó khác hoàn toàn với cả cái phiên bản nui mà mình đang hướng dẫn với các bạn. Rồi sau khi mà cái sốt này của các bạn xong xuôi rồi thì các bạn sẽ cho cái phần nui này vào nhá. Nếu mà các bạn để ý các bạn sẽ thấy rằng là trong cái hỗn hợp sốt này mình không có cho muối. Tại vì là chúng ta đã cho muối từ cái bước luộc nui ban đầu này.
ở cái sốt bolognese sẵn nóng đã có muối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho nui vào và sau đó thì chúng ta mới nêm nếm lại. Nếu mà lúc đó các bạn ăn mặn hay là cảm thấy mặn hay là cảm thấy nhạt thì chúng ta sẽ sửa sau. Đây, các bạn sẽ cho hết phần nui này vào. Các bạn thấy không? Là lúc luộc nui ấy, thì cảm giác nó cứ kiểu ít ít. Nhưng mà đến lúc mà này, cho lên này, một chảo đầy luôn, rất là nhiều. Đấy, mình cứ phải vừa lau cho nó sạch. Rồi sau đó thì các bạn sẽ trộn đều cái phần nui này với cả phần nước sốt bò để cho nó thật là quyện với nhau. Và sau đó thì các bạn cứ đun trên lửa nhỏ trong khoảng tầm 5 phút nữa là món ăn này chúng ta hoàn thành. Đấy, các bạn thấy không? Được cả một chảo nui rất là nhiều, rất là đầy luôn. Nếu mà các bạn để ý kỹ thì các bạn đang thấy cái phần sốt này nó đang hơi loãng. Các bạn cứ đun khoảng tầm 5 phút, 7 phút gì đó cho cái sốt này nó keo lại một chút là được. Bây giờ thì mình sẽ nếm thử phần sốt này nhá. Rất là vừa rồi. Không cần phải cho thêm muối hay là cái gì đâu. Ngon quá. Cái nước sốt thơm này, hơi chua chua nhẹ của cà chua, rồi hơi béo của pate và của phô mai nữa. Rất ngon. Rồi, như vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn thành đấy. Các bạn thấy có đơn giản không? Mình sẽ lấy một bát con này trước nhỏ thôi. Mình sẽ múc lên một bát. Cam ăn cái này giỏi lắm mọi người. Bình thường cũng phải ăn được một bát rưỡi đến hai bát nui đấy. Ngoài cái nui này ra ấy, thì các bạn có thể thay cái mì nui này bằng ví dụ như là mì ý, spaghetti, sợi tròn hay sợi dẹt đều được mọi người nhá. Rồi sau khi mà chúng ta đã có được một bát như thế này xong thì các bạn sẽ rắc lên đây thêm một ít lá mùi tây. Cái này thì không bắt buộc đâu. Cái này nếu bạn nào có thì rắc, còn không có thì thôi. Chúng ta sẽ rắc một ít lá mùi tây lên. Ok, là xong. Như vậy rất là nhanh thôi, chỉ khoảng tầm 30 phút hơn là chúng ta đã có được một chảo nui như này rất là thơm ngon cho cả nhà rồi. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nhá. Các bạn chú ý là khi ăn cái này này thì đôi khi cái sốt ấy nó sẽ ở bên trong cái ống của cái mì, cắn ra nó sẽ rất là nóng và dễ bị bỏng miệng. Nên là chúng ta phải cẩn thận và thổi trước khi ăn nhá. Nói chung cái này thì mình đã làm rất nhiều lần rồi, vẫn ngon như mọi lần. Nước sốt rất là thơm, rất là ngon và đây mọi người nhìn này, nó quyện với cả cái phần mì nui, khói bốc lên nghi ngút luôn. Cái này mà những bạn nào mà đang ở Hà Nội làm mà ăn trời lạnh thì rất là ấm, rất là thích luôn. Cắn ra nó sẽ rất là nóng, nó sẽ bị bỏng miệng. Mắc y rồi. Rồi như vậy là rất là nhanh thôi. Như vậy là qua clip này thì mình đã hướng dẫn các bạn món nui xào bò theo công thức của bố Cam. Và mình hy vọng rằng là các bạn sẽ ấn subscribe kênh của cá nhân mình thật là nhiều, Kiên Hoàng, đó, thật là nhiều, để tiếp tục theo dõi nhiều món ăn hơn nữa, cũng như là nhiều video hơn nữa mình làm về cuộc sống của cá nhân mình. Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog này. Và nếu mọi người thích thì ấn like, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ Kiên Hoàng nhé. Tạm biệt mọi người.